Huy ơi, anh cho em mượn bảng tên nốt lần này thôi nhá. Em cảm ơn. Ngon. Chào bạn. Em chào chị ạ. Bạn ơi, cho mình hỏi bác sĩ Huy với ạ. À chị ơi, anh Huy, anh ấy đang quýnh. Vào đây em. Anh ấy đây rồi ạ, cảm ơn bạn nhá. Ê, đi vào đây. Vào trong kìa. Không sao, đi. Yên tâm, của anh ở đây rồi, đi. Nào, em vào đây nào. Nào, đi. Đi, có anh mà lo gì. À, đây. Anh có mua sẵn cho em rồi đây. Loại khử mùi nhá. Em không sao ạ? À? Em ổn. Em bình thường mà. Nào. Sao, em thấy dễ chịu hơn chưa? Rồi ạ. Đi, đi vào đây. Đây nhá, đây là khu anh làm việc hàng ngày này. Đây là bàn để chăm sóc cho các bé này. Em thấy sạch sẽ không? Đợi anh một phút nhá. Nào, bé Cam chào cô Quỳnh nào. Bé Cam chào cô nào. Bé này tên là Cam. Chào bé Cam nhá. Bé ngoan cực, bé chỉ ăn với ngủ từ sáng đến tối luôn. Thôi nào, để lại đưa con vào chuồng nhá. Nào, bé Sát chào cô nào. Đây, em này tên là Sát này. Con chào cô đi. Nào, em sờ thử đi. Em sờ ạ? Ừ. Nào, em sờ đi. Bé hiền đúng không? Đâu, bé có làm gì em đâu. Đó, con muốn về nhà rồi à? Hả? Để cho con về nhà nhá. Nhá. Sô-cô-la chào cô đi nào. Nào, bé này tên là sô-cô-la nhá. Chào sô-cô-la nhá. Bé này dễ thương dã man luôn. Nào, em sờ thử đi. Nào. Đấy, em thấy không? Em thấy bé sô-cô-la hiền chưa? Đó, nhưng mà hôm nay sô-cô-la mệt à? Mệt ra sao mà em cứ dựa vào người á? Để anh đưa bé sô-cô-la đi nghỉ nhá. Hoàn về thế sao ấy, bố cho con đi ngủ nhá. Nhá.